Huyết bổ câu là thuật ngữ mà những người sành sỏi về đá quý dùng để miêu tả những viên ruby có màu sắc đẹp nhất. Đây là tiêu chuẩn cao nhất của một viên ruby, nhưng viên đá đạt được tiêu chuẩn này rất ít và hữu hạn. Ruby huyết bổ câu đẹp lộng lẫy với màu đỏ tươi như máu của chị bổ câu, độ bao hòa về màu sắc khiến chúng trở nên thực sự sống động và rực rỡ. Để đánh giá một viên ruby, người ta dựa trên 4 tiêu chí, đó là màu sắc, độ tinh khiết, hình khối và trọng lượng. Trong đó, màu sắc là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một viên ruby và quyết định nó có đạt tiêu chuẩn huyết bổ câu hay không. Hiện nay người ta thường gọi ruby huyết bổ câu một cách bừa bãi và không chính xác. Thuật ngữ này chỉ nên sử dụng một cách tiết kiệm và chỉ dành cho những viên ruby xuất sắc nhất. Chúng phải được sự công nhận bởi những trung tâm kiểm định tầm cỡ thế giới và có được sự đánh giá của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đá quý. Thường thì thuật ngữ này chỉ dùng cho những viên ruby ở miền điện, thậm chí là không dành cho những viên ruby ở những nơi khác. Những viên ruby đắt giá nhất thế giới đều có màu huyết bổ câu và xuất xứ từ miền điện. Chúng được các kiểu phê xét để có thể khoe được hết sự lộng lẫy về màu sắc và thể hiện được những phẩm chất cao nhất của một viên đá quý. Chỉ những viên ruby miến điện mới có thể chạm đến đỉnh cao về màu sắc, bởi vì đá ruby đặc trưng bởi màu đỏ rực mãnh liệt nhờ hai hiệu ứng quang học khác nhau. Đầu tiên là do đá có độ tinh khiết cao cùng độ bão hòa của màu đỏ. Thứ hai là do bản thân ruby có khả năng phát hình quang đỏ dưới tia cực tím. Điều này khiến viên ruby thêm sinh động, rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời với tia UV tự nhiên. Có những dòng đá quý cũng sở hữu màu đỏ rất đẹp, nhưng chúng sẽ không có khả năng phát hình quang đỏ như đá ruby. Nhưng viên ruby tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời theo đúng nghĩa đen. Độ bão hòa về màu sắc kết hợp với khả năng phát quang mạnh đã tăng áp cho màu đỏ của đá ruby miến điện, khiến chúng như có một ngọn lửa sống động ở bên trong. Nhiều nơi cũng có thể sản sinh ra những viên ruby rất đẹp, nhưng màu sắc và giá trị của chúng vẫn được đánh giá dựa trên ruby miến điện. Nó là thước đo tiêu chuẩn cho vẻ đẹp của đá ruby. Video này ta đang nói rất nhiều về ruby huyết bổ câu, loại đá quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất được sinh ra chủ yếu trên đất nước miến điện. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vùng đất kỳ thú này với thung lũng hồng ngọc Mu Gốc nổi tiếng trên toàn thế giới. Nếu các bạn cảm thấy video thú vị và hữu ích, đừng tiếc tặng mình một tim và một follow. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.